Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình đến chỗ vườn của anh Di ở dưới Trà Gạo Tiền Giang nè anh em. Ngày hôm nay thì anh Di có giao lưu với anh em nguyên một cái lô mai nhỏ nha. Thì chút xíu anh Di sẽ báo giá chi tiết cho anh em để anh em tham khảo. Được giá thì anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Di nha, qua số điện thoại để phần tiêu đề. Và những video nào mình gửi số điện thoại xuống là những video đã giao lưu thành công rồi nha anh em. Anh em nào muốn kết bạn với mình á thì anh em kết bạn của mình qua Facebook nha anh em. Cái đường link mình có để phần mô tả. Rồi cái Zalo mình nó bị đầy rồi anh em. Kết bạn hình như được 1.500-2.000 gì đó là bắt đầu nó không cho kết bạn nữa. Mong anh em thông cảm nha. Giờ mình muốn kết bạn mình để mình giao lưu mai thì mình có thể kết bạn Facebook nha anh em. Rồi anh Di ơi, cho anh em biết địa chỉ của mình ở đây đâu ha anh Di? Địa chỉ ở đây là ấp Tân Ninh, xã Tân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em nhiêu lô mai anh Di? Hôm nay thì giao lưu với anh em 7 lô mai. 7 lô nha anh. Mai đây là mai thế dạng, mai lắc, rồi hình thú, rồi mai đế. Có đế ha, mai đế mình nuôi lại ha anh Di. Thì trước hết thì cũng kính chúc cô chú anh chị em có ngày làm việc vui vẻ, đầy sức khỏe. Dạ. Mỗi ngày một niềm vui. Rồi. Rồi giới thiệu lô đầu tiên đi anh Di ơi. Hình thức hôm nay em bán là bao xếp toàn quốc ha. Bao xếp toàn quốc hết nè. Mai này mai dảo 69 cánh. 69 cánh anh. Dạ. Dảo lai anh. Dạ. Rồi cái lô này là lô số mấy anh Di? Lô này là lô thứ nhất. Lô số 1 ha. Lô số 1 này có 39 cây anh. 39 cây. Dạ. Mỗi cây này là giá sao anh? Em bán này giá sỉ là 300.000 cây nè. Là mình bao ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Là cái đó là có giá ship nha anh em, giấy ship toàn quốc nha. Dạ. Còn vô tính cái giá ship luôn rồi đó. Giá ship anh em nào tới chỗ mua thể mình có thể em bớt giá được. Giảm giá là nữa ha anh. Cái lô này thì nó bị hoành nó 18 cũng như nó dạ. Hoành nó từ 18 tới 20 hoành anh. 18 đến 20 hoành ha. Trong đây có hai ba cây nhỏ, có cái đế đẹp thì em để ra đây luôn. Có hai ba cây dưới 18. Dạ. 300.000 bao ship toàn quốc. Giá đó có cái tiền ship đó nha anh em. Lô mã số 1. 39 cây phải không anh? 39 cây. Nếu anh em nào có thời gian ở gần thì mình tới mình coi cây thì mình anh cứ giảm tiền ship cho anh em được. Dạ. Yeah. Rồi anh giới thiệu cái lô thứ hai đi anh Di. Lô này là lô số mấy anh Di? Lô này lô số 2 anh. Lô số 2 ha. Lô số 2 này nó có 13 cây à, em lộn 13 cây. Em chọn ra 13 cây toàn là đế biếp không ạ? Đế hình đế thú với đế ngơm không ạ? Rồi, quay cho em từ từ cho anh em để anh em xem. Đây anh em. Toàn bộ cây nào cũng là đế, này em đặc biệt cũng lựa ra có 13 cây à. Rồi mình đo cây lớn nhất coi cái hoành nó khoảng nhiêu anh? Cái lô này thì hoành nó dao động từ 18 tới 22 hoành á. Trời. Cây này là cũng gần 21 hoành. 21 hoành. Rồi đâu đo cái cây nhỏ nhất bên đây anh? Nhỏ nhất này khoảng nhiêu? Đây em có hạo hoành chuẩn hết rồi. Dạ. Yeah. Cây này nhỏ này cũng nó cũng 19 hoành nói chung 18 tới 22 hoành anh. Cây nguyên cái lô này là giá sao anh? Cái lô này có 10 thì giá sỉ em để đưa ra là 550 cây anh. 550 ha. Yeah. Là bao ship toàn quốc nha anh em. Còn mỗi lô đế hình không á. Cái này về nuôi lại sao anh Di? Mai này thì anh em cái gì nó có thể mình dép hay mình nuôi lại cũng được, tại mai này mai dảo sẵn rồi. Rồi tiếp theo cái lô tiếp theo đi anh Di. Lô này mã số 3. Mã số 3. Cái lô này nhiêu gốc anh? Lô mã số 3 này có 14 cây. 14 cây anh. Nó hoành nó nhỏ lô này nhưng mà em có lựa ra là những cây dáng lông rồi dáng bay dáng lách không à. Đế thì siêu đế cây nào toàn bộ là. Như mấy cái này là chiều cao trung bình đó là mình xả ra khoảng nhiêu anh Di? Có cây mát, có cây 7 tấc, 9 tấc, nói chung là khoảng từ 9 tấc ăn lên không anh ơi. 9 tấc lên ha. Rồi nó mình... có tay cạnh nó thế dặn hết rồi. Mà em lựa hoành dao động nó nhiêu anh? Cái lô này nó hoành dao động nó thì 14 rưỡi tới 18 hoành á. Rồi mình đo luôn cho anh em xem luôn. Này em đo chính xác lắm, tại em có lựa ra hết rồi. Rồi. Này em còn cần 18 hoành á. Rồi mình đo cái cũ khoảng nhiêu anh? Nguyễn cũ thứ rồi nó khoảng nhiêu? Cái cũ nhiêu anh? Cái cũ nó cũng 57 57 ha. Dạ. Đây anh em quay cho anh em trồng hết có gốc này. Cái lô số 3 này là mình bao nhiêu gốc anh Di? Lô số 3 này 14 gốc anh. 14 gốc. Giá dao động là nhiêu anh Di? Lô số 3 này giá 600.000 cho anh. 600.000 bao ship cho anh em toàn quốc. Cửa vụ của anh em tở gần miền Tây mình sao? Chở được thì em sẽ giảm tiền ship cho anh em.
Nhưng cái bầu anh ship, nhưng cái cây mai này khoảng tầm trăm mấy, trăm mấy á. Rồi nhắc lại với anh em, lô này là nhiêu gốc anh? Lô này là 14 gốc. 14 gốc. Rồi lô số 4 nha anh em. Tiếp theo lô số 4 này bự hơn á anh Di. Bắt đầu em đi từ nhỏ đến lớn á. Này lô số 4 là lô lớn hơn chút, hoành lớn hơn chút. Cái này là nhiêu gốc vậy anh? Lô số 4 này 18 gốc anh. Lô này để đẹp ha, để đẹp cây nào để cũng đẹp hết anh em. Đặc biệt cây này nè, cái này để dữ quá. Cái này em lựa ra toàn những cây có đế hết. Cây nào cũng có đế. Cả cũng chung một loại giảo luôn hả anh? Dạ dạ. Những số nào không có đế thì em với đế hơi yếu một chút thì em cái lọc ra rồi. Lọc hết đó anh. Dạ. Này, dùng qua. Bộ đế có đế. Cái lô này nhiêu gốc anh? Lô số 4 này nó 18 cây anh. 18 cây. Nó hồi hoành từ 18 tới 20 á. 18 20 nha. Dạ. Mình láo mẹ, mình áo cho thử gốc hay gốc của anh. Dạ. Này em đo hoành chính xác lắm, tại em lựa ra phân loại thôi nè. Cái cây này 19 hoành. 19 hoành. Rồi. Cây này cũng 19 luôn. 19 luôn. Rồi. Rồi mình giao lưu với anh em giá sao anh? Lô số 4 này thì giá em giao lưu là 900.000. 900.000, bao ship toàn quốc nha anh em. Khỏi vụ anh em ta tới ta khoái ta muốn lựa một số gốc trong đây thì mình có cho anh em lựa không anh Di? Cũng anh em nếu mà tới lựa thì cũng lựa thoải mái, có thể anh em lấy một hàng. Dạ. Nó đem lựa đều lắm, hàng nào với hàng nấy. Dạ. Có thể lấy một hàng hoặc là hai hàng hoặc là hết luôn. Rồi thí dụ giờ anh em ta thích ba gốc bốn gốc rồi mình có cho anh em lựa không anh? Dạ cũng nếu mà anh em tới chỗ lựa thì cũng được. Hoặc là anh em thích thì mình em thấy quay từ cây cho anh em xem. Rồi, do lựa thoải mái anh, giá cũng vậy ha. Nếu mà lựa thì thứ anh em lựa thì có thể cái giá nó nhỉnh chút xíu anh. Rồi. Rồi tiếp theo là cái lô số 5 anh. Ở này lô số 5. Để đẹp hơn cái lô bên kia ha. Nói chung cái lô nào thì đế cũng như nhau, nó nhỏ lớn thôi nè. Dạ. Toàn bộ là của lô em nó có đế hết, cây nào như cái. Cây này chiều cao mình xả ra nhiêu anh? Tầm 1m ăn lên không anh? 1m ăn lên ha. 1m rưỡi, 1m6 cũng có. Với lại mấy cái cây này là nó bao nhiêu năm rồi anh? Tuổi nó bao nhiêu năm anh? Những cây này thì nó 5 năm rồi anh. 5 năm ha. Cái số nhỏ thì 4 năm. Dạ. Đấy. Rồi anh cho anh em xin thông số luôn anh Di ơi. 22 hoành. Này lô số 5 này thì nó hoành từ 20 đến 22 anh. Hoành từ 20 đến 22 nha. Dạ. Mấy này xảo không sai cho được không anh? Này em kiếm em cắt sơ bộ anh em có gì thể mình cắt thôi. Dạ. Bao ship toàn quốc hết nha anh em, nhắc lại với anh em là bao ship toàn quốc, chọn gói cho anh em. Rồi nhắc lại giá luôn anh, cho anh em tiện giao lưu anh Di. Lô số 5 này 21 cây giá sỉ là 100 kiểu mốt cây anh. 1 kiểu mốt cây. Bao lựa thoải mái anh. Bao lựa thoải mái anh. Rồi. Rồi tiếp theo là gốc cái lô số 6 anh. Bự hơn cái lô nữa ha. Lô này nó hoành bự hơn. Này lô 6 này hoành từ 22 tới 24 hoành. 22 tới 24 hoành. Đây. Cái lô là nhiêu gốc anh? Lô này 28 cây anh. 28 cây. Rồi. Cây này là nhiêu năm tuổi anh? Cái này là 5 năm rồi anh. Vẫn là giảo luôn anh. Những cây mai đế hình này. Đế hình nó đúng luôn. Có tay chân này đủ hết. Cây nhậu như cây nấy hết. Cái này tay anh lựa anh lọc coi nhanh em. Cây này đẹp quá ha, cây mùa đế ngon quá ha. Trong những lô này thì cây nào toàn bộ như 100% là có đế hình hết anh nè. Này. Cây nào không có đế là mình lọc hết, mình để toàn bộ là có đế hết. 100% là đế hết. Đo hồng số luôn anh Di. Rồi. Nhiêu anh? 24 hoành. Rồi mình áo nhẹ thử cái nồi hơi khoảng nhiêu anh? Tầm khoảng 80. 80. Rồi. Cái này sẵn tay đó áo thử cái chiều cao luôn anh Di. Cho anh em ta xem thử luôn khoảng nhiêu anh. Mét rưỡi không ta? Cây này chắc là mét 3 thôi. Mét 3. Còn cây này là mét 6 á. Rồi mình báo giá luôn cho anh em lại lô này sao anh Di? Lô số 6 này giá 1.3 anh. 1.3 ha, bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi, tiếp theo là cái lô số 7 anh. Lô 7 là lô cây bự nhất. Cây bự nhất. 18 cây, hoành từ 25 đến 27 hoành. 18 cây nha anh em. Nó dao động từ 25 đến 27 hoành. Đây, nhắc lại với anh em là tất cả các cây mai ngày hôm nay là bao ship cho anh em toàn quốc hết nha. Còn anh em nào mà ở gần khu vực đây mình có thể đến mình tận nơi mình xem. Giá thì có thể giảm nhẹ cho anh em tiền cà phê. Đây có cây này đế đẹp quá ha. Bung đều hết trơn.
Nên đây em lựa toàn bộ là đến 100% hết nè. Rồi anh Duy cho anh em xin cái thông số luôn anh Duy ơi. Cái này em đo hoành là chính xác, em có lọc là hết nè. Dạ. Cái này em như 28 hoành luôn anh ơi. 28 hoành. Rồi. Lại dao động bao nhiêu hoành, bao nhiêu hoành anh Duy? Nãy nói 25 tới 27. 25 tới 27. Cái cây này cũng do mà nó nằm cũng cỡ 26 hoành rồi. 26 hoành. Rồi. Chiều cao cũng khoảng trên 1 mét hả anh Duy? Đúng, cây 1 mét rưỡi, 6 cũng có. Rồi, quay lại cho anh em một vòng nha. Cái này là mình giao lưu với anh em giá sao anh? Cái lô 7 này nè thì giá 1,5 triệu cây nè. 1,5 triệu, bao ship cho anh em toàn quốc ha. Rồi quay lại cho anh em một vòng của cái nguyên cái lô nha. Ngoài đây còn cái cây bự nào giao lưu luôn không anh? Còn em còn cây bự cuối cùng nữa. Cây này là giảo hay sao anh? Cây này mai thường nè. Mai thường ha. 5-9 tấn. Rồi mình đo chiều cao luôn anh Duy ơi. Cái cây này thì em ưu tiên ai coi cuối clip thì anh em sẽ nhận được cây này nha. Dạ. Cây này em đặc biệt bán giá giá ưu đãi luôn. Dạ. Ở đây nó có cái lỗ anh em, cái lỗ này thì nó bít rồi, thì nó ở đây đóng mấy cục xù mà. Dạ. Đóng mấy cục xù em chưa biết cắt làm sao thì anh em có thể về mình cắt bỏ khúc này ha, mình lấy cục xù mình cái này thì nó lành rồi, nó đập được mạnh rồi. Rồi, dưới ưu đế anh em. Rồi mình đã thông số luôn anh Duy ơi. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao nó chắc chừng 70 rồi anh ơi. 70. Rồi hoành luôn anh. Hoành nó 42 anh ơi. 42. Rồi cái nồi luôn anh ơi. Cái nồi này có 86 rồi anh ơi. Rồi cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Duy? Cái này cái lẻ thì em giao lưu giá 2,7 triệu thôi anh ơi. 2,7 triệu anh. Rồi. Rồi tạm thời kết thúc video tại đây nha anh em. Thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc gia đình người thân. Và mong là anh em có thể giao lưu thành công nguyên cái lô mai này với anh Duy nha.